Xin chào mọi người, thì chắc là đã lâu lắm rồi, chắc khoảng nửa năm rồi mình chưa có ra một cái video nào. Hôm nay mình sẽ ra một cái video mới về cá nhân, nhưng mà nó sẽ không phục vụ về mặt kỹ thuật, mà nó giống như là một cái gì đó mà mình, một khía cạnh khác mà mình muốn đầu tư. Có thể là trong năm nửa năm cuối vừa rồi, và cũng như là trong năm nay, đó là về sức khỏe. Thì cách đây là mình nhớ là khoảng nửa năm trước, nhưng mà mình ngồi quá là nhiều, mình ôm quá nhiều việc, nên là trong vòng một năm mình đã tăng lên khoảng hơn 12 kg. Và từ đó là sinh ra là mình đi khám là nó bị mỡ nội tạng, bị mỡ máu, rồi bị một chút về men gan. Thì sau đó thì mình mới thay đổi. Thì khoảng cách đây là khoảng, mình bắt đầu là vào ngày trước tháng 10 này, là khoảng 2 tháng, là vào khoảng tháng 8. À đúng rồi, vào khoảng tháng 8 thì mình bắt đầu giảm cân. Thì lúc này thì mình mới chỉ là ăn uống nhẹ nhàng, tức là mình ăn kiêng khem hơn, mình ít đi nhậu hơn. Thì mình có giảm được 3 kg, nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó trở nên khó khăn hơn, và mình đã phải đi tập gym lại, với lại ăn một canh kia một cách đầy đủ để có thể giảm cân. Và giờ thì sức khỏe của mình tốt hơn, mình đi khám thì những cái bệnh lý như là men gan hoặc là mỡ máu của mình thì đã hết hẳn. Và một trong những lý do đó thì cũng như là cái bệnh lý của mình lúc ban đầu á, nó chỉ nhẹ thôi chứ không đến nỗi nặng. Thì mình cũng tình cờ phát hiện ra là hôm mà mình đi khám sức khỏe đó. Rồi thì đây là mình, mà cái trang này thì mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được lại với mọi người và khá là tốt, thì khá là hay. Đó là, thì đây mình đã giới thiệu một cái trang của mình, thì nó chỉ gồm có giới thiệu cá nhân của mình, xuất phát điểm của mình. Ở đây thì mình có ghi là mục tiêu ăn uống và lịch tập hiện tại, và kết quả của mình. Thì mình đã tập luyện theo cái lịch này thì kết quả của mình mình có thể, mọi người có thể coi progress đây. Lúc đầu là mình nặng 65 kg, nhưng mà không, cái này là lịch ngày xưa rồi, nhưng mà mình đã tăng lên khoảng 78 kg, 78 gần 79 kg. Xong sau khi mình giảm 3 kg thì bắt đầu mình tham gia cái lịch tập luyện này vào ngày 6 tháng 10. Thì đến cái hôm gần cuối cùng ở đây thì mình đã đạt được mỡ là khoảng 16%, mà chỉ còn khoảng 68 kg thôi. Đó thì cơ bản là mình tăng khoảng gần 11 kg từ xuất phát điểm là 78 kg. Và sau khi progress đây thì không quan trọng lắm, quan trọng thì mọi người có thể nhìn ở các tip plan và meal, kế hoạch ăn uống của mình, và cũng như là cái giáo án tập luyện của mình, thì có một số cái thực phẩm bổ sung và một số cái mẹo mà khi mà trong quá trình mình làm á, thì coach của mình có nói cho mình là những món mà tuyệt đối không được ăn, ví dụ như là đậu phụ, là những cái món mà có ích cho chị em phụ nữ. Thì thường là những người tập gym mà muốn cắt nét như mình thì sẽ không nên ăn, tại vì nó có thể tăng khả năng tích mỡ. Đậu phụ rồi đậu nành. Đó, còn đây là kế hoạch tập luyện của mình, thì đây là cái mức cân hiện tại của mình, thì mọi người có thể thay đổi làm sao để cho nó phù hợp với lại bản thân mình. Đó thì đây là kế hoạch của mình, là lúc mà mình cutting thì trong vòng thì trong sắp tới đây, thì bắt đầu từ tuần tới thì mình sẽ không còn làm cutting nữa, mà mình sẽ chuyển sang một giai đoạn hai, là giai đoạn bulking của mình. Mà giai đoạn cũng không hẳn là bulking, tại vì mình không muốn là giữ cái lượng mỡ tăng lên quá nhanh. Mình muốn giữ lượng mỡ như thế này, nhưng mà mình cần để tăng cơ nhiều hơn, chứ mình không muốn là mất cơ hoặc là gầy đi nữa. Tại vì ở đây như mọi người thấy là cái lượng cơ của mình là gần như không thay đổi. Mình cứ 33.6 nó chuyển thành 32.9, là bắt đầu là khi mà mình giảm cân, giảm đến một thời điểm đó, như bây giờ là bắt đầu khi mà mình giảm quá rồi thì nó sẽ mất cả cơ nữa, và mình không muốn điều này xảy ra. Rồi, thì cảm ơn mọi người. Thì mình lại tiếp tục, thì đây là một cái mẫu body mà mình đang hướng tới. Có thể không đẹp như vậy, nhưng mà cái khung là gì, tức là ngực không cần quá to mà cắt nét tạo ra, đồng thời thì sẽ có cái cơ cắt hình chữ V, xô sẽ bự lên,